lại tiếp tục hành trình đi mua xe anh em ạ. Hôm nay Tiến được ông anh ở trên Tây Ninh á, là gọi điện cho Tiến là lên tìm con xe. Thì anh nói là anh có con xe tại Kia K200, tải trọng cho phép chở là 2,4 tấn đời 2018. Anh bảo là xe anh chuyên chở hàng tạp hóa, xe cực kỳ đẹp luôn anh em nha. Con xe này thì anh chạy chạy quanh quanh ở đường quốc lộ 22 á, thì xe cực kỳ đẹp luôn, khung gầm tất cả mọi thứ là đều đẹp, dàn lốp thì anh nói là mới thay. Đây là phần đầu cabin của xe, thì đầu cabin của xe thì Tiến cam kết anh em là cực kỳ là đẹp luôn. Phần thùng xe cũng đang nguyên, không có vấn đề gì hết. Thì cái xe này về á, thì Tiến cũng quay chi tiết đây. Thì về thì Tiến sẽ spa lại, đánh bát lại cho xe nó đẹp, rồi Tiến sẽ đăng chi tiết cho anh em, để anh em có một con xe thật là đẹp nhá, để anh em mua xe về là chạy luôn, khỏi phải suy nghĩ hết. Con xe này thì đời 2018 đã chạy được là hơn 100 ngàn rồi. Thì anh em mà quan tâm con xe này á, thì alo Tiến với số điện thoại trên màn hình. Tiến sẽ cập nhật cho anh em sớm nhất có thể. Thì chắc là về con xe này Tiến chỉ làm đâu đó là thay cái bạt lại mới thôi, với là đánh bát sơ ha. Còn lại tất cả mọi thứ thì đều rinh đét hết. Con xe này thì anh bảo là bây giờ bao anh em trách hãng, tại vì anh chuyên bảo hãng bảo dưỡng trong hãng thôi, cho nên anh em khỏi phải lo vấn đề là chất lượng của xe. Đối với dòng xe này thì Tiến vẫn hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Anh em mà thích á, thì anh em có thể mua trả góp qua ngân hàng nhé. Thì Tiến là đang thu mua tại nhà. Tiến quay xe thực tế ở tại nhà khách hàng, chứ không phải là mình cũng xin phép khách hàng là quay ở tại nhà luôn. Cho nên anh em khỏi phải lo vấn đề chất lượng. Thì giờ đây anh em cũng đã bàn bạc xong xuôi rồi, bàn giao cho Tiến. Thì anh cũng rất là vui mừng, bàn giao cho Tiến chạy ra khỏi nhà, coi như tạm biệt em nó ha. Anh chủ xe cũng nói là căn bản là do công việc thay đổi, cho nên anh bán bớt đi một chiếc. Tại vì anh có mấy chiếc lẫn đang trên đường về, thì đang ở trên chỗ mà núi Bà Đen đây. Dừng lại anh em ăn cơm cái chứ chưa ăn được miếng nào. Thì chúc tất cả anh em có duyên, thì anh em rước em nó về dùm Tiến nha.